6 thói quen gây suy thận, âm thầm tàn phá thận mà rất nhiều người không để ý. Xem và dừng ngay kẻo muộn anh chị nhé. Đầu tiên đó là chúng ta thường xuyên lạm dụng kháng sinh, bia rượu, thuốc lá và các cái chất kích thích. Đây là nguyên nhân chính làm cho gan thận của chúng ta suy giảm một cách trầm trọng đấy. Thứ hai đó là quan hệ nam nữ quá nhiều lần trong một ngày dẫn đến tình trạng thận yếu, thận suy, gây nên tổn thương cho thận. Thứ ba đó là chúng ta lười uống nước khiến cho lượng nước trong cơ thể của chúng ta không đủ dẫn đến thận yếu đi từng ngày, nên là chúng ta cần uống đủ lượng nước trong một ngày để giúp đào thải độc tố ở bên trong ra bên ngoài dễ dàng hơn anh chị nhé. Thứ tư đó là chúng ta ăn quá nhiều thịt cá, chất đạm dẫn đến dư thừa protein gây áp lực càng lớn đến quả thận của chúng ta. Thứ năm đó là chúng ta uống quá nhiều nước ngọt, nước có ga làm tăng hàm lượng axit trong cơ thể khiến cho thận của chúng ta yếu đi từng ngày. Thứ sáu đó là thường xuyên nhịn tiểu. Thường xuyên nhịn tiểu hàng ngày sẽ bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu và khiến cho thận yếu đi đấy. Nếu như mà anh chị muốn bổ thận, muốn có một cái quả thận khỏe mạnh, một sức khỏe tốt thì hãy dừng ngay 6 cái thói quen này nhé. Và nếu như mà thấy hay thì anh chị hãy chia sẻ cho thật nhiều người cùng biết để cùng nhau chăm sóc và bảo vệ sức khỏe anh chị nha. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.